Đây là hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ ưu tú kịch nói bằng Thái mà chúng tôi ghi lại được tại khoa phục hồi chức năng. Nhìn ông bây giờ, ít ai biết rằng hơn 2 năm qua, do biến chứng tiểu đường nặng, ông gần như trầm cảm, cắt đứt mọi liên lạc đối với bạn bè và đồng nghiệp. Mình bị tiểu đường tính cho đến bây giờ là 15 năm. Có mấy người bạn đã từng bị và cũng ra đi rồi, chán rồi, nó sinh ra trầm uất. Thế rồi thì 70 cân xuống còn 50 cân, thảm hại. Ông cũng là chủ quan, không chịu tiêm này, không chịu uống thuốc này, đặc biệt là không chịu vận động nữa. Thế cho nên là tình trạng bệnh chuyển biến xấu. Cách đây một thời gian ngắn thôi, cái móng chân của ngón chân cái tấy lên hoại tử, phải cắt cái ngón chân cắt xong. Cứ nghĩ là sẽ liền nhanh, nhưng tiểu đường rất là khó liền và động mạch chân ông nó bị tắc. Vì thế cho nên nó hoại tử chuyển theo các cái ngón chân bên cạnh rất là nhanh. Ở tuyến dưới các bác sĩ vẫn nói là phải cắt tiếp, mà có khi còn phải cắt cao lên nữa. Rất là lo, không biết là cắt tiếp có tìm ra được cái giải pháp tốt nhất không. Trong cái tư tưởng ấy, luôn luôn nghĩ là cắt đến đây xong lại lên đây, cao lên nữa, cũng lo cho ông lắm. Cho nên là gia đình tôi quyết định đưa lên bệnh viện ở trên đây. Nghệ sĩ Bằng Thái đến bệnh viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, tiểu đường tăng cao, biến chứng động mạch ngoại biên gây tê bì, nhức mỏi và các cơn đau mạn tính kéo dài, khiến ông mất ngủ thường xuyên. Bệnh nhân trầm cảm bởi vì lo sợ phải cắt cụt chân. Khi mà cắt cụt chân như vậy thì sẽ phải ngồi xe lăn và hạn chế cái khả năng đi lại vận động của người bệnh. Đối với trường hợp phối hợp nhiều bệnh như vậy, đầu tiên là chúng tôi tiến hành điều trị tình trạng nhiễm trùng bằng kháng sinh, kiểm soát đường huyết và tiến hành cắt lọc tạm thời để giảm thiểu cái tình trạng nhiễm trùng bàn chân tăng lên. Tiếp đó thì chúng tôi đã làm xét nghiệm để chẩn đoán bệnh động mạch ngoại vi và mời chuyên khoa tim mạch để phối hợp can thiệp chi, can thiệp tái tưới máu bàn chân sớm nhất có thể. Bởi vì nếu bàn chân mà không được tái tưới máu sớm thì cái tiến triển của tổn thương sẽ lan rộng rất là nhanh và lúc đó thì cái việc cắt cụt chi của người bệnh là không thể tránh khỏi. Với một người bệnh có bệnh lý tiểu đường lâu năm, tổn thương mạch máu nhỏ thì việc tái thông lại dòng máu để nuôi chi thể ở phía đoạn ngoại biên là rất quan trọng, bởi đây là tổn thương mạn tính trên nền người bệnh lớn tuổi, mạch máu xơ vữa, vôi hóa rất nhiều. Đây là thách thức rất lớn đối với các chuyên gia can thiệp mạch, bởi mục đích tái thông chính là làm sao để các vết thương nhanh liền sẹo, giúp người bệnh phục hồi lại các chức năng của đoạn chi ngoại biên. Khi mà đã có họ cửa đến tâm anh là đường cuối cùng. Thời gian đấy là cái chân thì đã bị đen, đen hoàn toàn như mực và các đầu ngón chân nó cứng như than, bẻ gãy được. Thế nhưng mà Ngọc thì cũng bảo em sẽ làm cho anh được. Thế mình bắt tay vào cứu anh đi. Thế rồi tôi làm cho đến hôm nay nhìn thấy nó khác. Nhiều người ngạc nhiên đấy nhé. 2 năm nay không ngủ được bởi vì đau quá. Thế mà cuối cùng ra đi nhẹ như bẫng. Ôi rồi ôi sướng không thể tưởng tượng được. Đầu tiên vào thì ông u uất, nhưng mà lên đây bây giờ ông khác hẳn. Phải nói là tôi cùng các chị em vui lắm. Một lời cảm ơn sâu sắc nhất các bác sĩ, các y tá, các điều dưỡng viên. Các em điều dưỡng trai ở đây cũng rất là ân cần, cởi mở và vui tính tất cả mọi người. Nói chung mọi người ở đây làm cho tôi cảm giác quý mến và chữa bệnh ở đây rất là yên tâm. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Bằng Thái đã ổn định, tiểu đường đã được kiểm soát. Ông ngủ ngon hơn, lấy lại niềm vui trong cuộc sống hơn bao giờ hết. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ 30 giây trôi qua, toàn cầu có thêm một người bị cắt cụt chi do biến chứng đái tháo đường. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 7 triệu người mắc bệnh tiểu đường, trong đó có hơn 55% người bệnh đã có biến chứng. Biến chứng tổn thương trên bàn chân người tiểu đường có thể nhiễm trùng, hoại tử là thách thức trong điều trị nhằm bảo vệ bàn chân lành lặn cũng như tính mạng cho người bệnh. Theo các chuyên gia, việc chăm sóc tốt bàn chân người tiểu đường có thể phòng tránh tới 85% các trường hợp phải cắt cụt chi. Tuy nhiên, vấn đề này rất phổ biến ở các quốc gia châu Âu và châu Mỹ, nhưng lại khá mới đối với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Chăm sóc bệnh lý bàn chân liên quan đến rất nhiều các chuyên ngành khác nhau, bao gồm nội tim mạch, ngoại tim mạch, nội tiết, rồi là vật lý trị liệu, chấn thương, chỉnh hình. Việc tổ chức một đơn vị chăm sóc bàn chân là cái hoài bão ước mơ của nhiều bác sĩ trong ngành mạch máu nói chung. Tuy nhiên là điều kiện để chuẩn bị cái đó thì chúng ta phải có trang thiết bị hiện đại. Cái thứ hai là chúng ta phải có đội ngũ chuyên gia chuyên chăm sóc bàn chân. Và đặc biệt nữa, chúng tôi có các thầy thuốc có chứng chỉ chuyên khoa về cái lĩnh vực chăm sóc bàn chân, hết sức có kinh nghiệm. Chính vì vậy chúng tôi mới quyết định đề nghị thành lập một đơn vị chăm sóc bàn chân, hy vọng tạo ra một cơ sở y tế dịch vụ chất lượng cao về bệnh lý bàn chân để chăm sóc người bệnh Việt Nam. Các chuyên gia cũng khuyến cáo bệnh tiểu đường có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, do đó cần phát hiện sớm để có thể can thiệp điều trị hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu, hạn chế các biến chứng nguy hiểm để nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người.